thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kìa những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh chẳng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cau tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phu thê, dù mặn dù đắng dù cay, nhưng cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đang dở, nhà đây ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng lòng bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên cỏ muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh chẳng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cau tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phu thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ, nhà đây ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng cho câu tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phu thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ, nhà đây ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Sắc đẹp tình lứa đôi hôm nay xóm mình đông vui, bìa thư ao mới cập kê đi mừng vui. Hôm nay có đôi mẹ hiền nắm tay dịu dàng với hai cha già quý. Dù quỳ pháo hoa rộn ràng múa lân sập sình nhạc tình ngày xuân. Này cô Tư anh Tám làng trên, sao cô để ảnh đợi mình quá lâu?
Hôm nay chúng mình gặp nhau, tình làng nghĩa xóm họ hàng ta hết ly. Là vui ta vẫn lễ trầu cao, đeo nhẫn cưới cùng nhau, ta kết duyên bền lâu. Là vui đôi ta cưới đầu xuân, không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng da sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bạn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà, còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp tròn đời ta có nhau. Anh sẽ ân thiệp cưới hồng, quà tư duyên đẹp hôn em chẳng lo chuyện trầu cao. Trời ban cho tình duyên dài, chúng mình ta quyết lòng. Tay cầm tay đính ước, chân em bước như thiên thần. Ngày hai ta kết duyên bên vía trầu với mâm cao, mẹ cha minh chứng thì em đây trao tơ lòng. Nguyện cho nhau ngày sau duyên chúng ta sẽ hòa bình. Bên nhà trai chúc phúc em sẽ là cô dâu hiền. Áo cưới cùng em thơm nồng mùi dải mới. Sánh duyên tơ hồng lấy chồng miền xa xứ, áo cưới thiêu rồng hai dòng sông hí cho nhau. Hẹn em ơi mùa thu trao những nụ hôn đầu tiên, bàn tay em thầm mong trao chiếc vòng cưới lung linh. Quà cho em ngày nay anh nói rằng sẽ đẹp lòng, xin tổ tiên minh chứng cho thấu tình nghĩa phu thê. Cưới cùng em thơm nồng mùi dải mới, theo gấm cùng hoa ta mặc áo đỏ tươi, sánh duyên tơ hồng lấy ba má cũng như là các chú các cậu. Hôm nay là ngày vui vui của con của con. Do lý do tổ chức buổi hôm nay thì ông Mỹ cũng đã tổ chức cho các con rồi, nhưng mà ở đây dòng họ đông, hơn nữa Tường Vi vừa sinh ra và lớn lên cũng ở đây, nên phải về quê làm một chút để cho hai đứa con ra mắt ông bà cũng như là dòng họ. Bên đại diện của đàn trai thì ở đây do xa xôi nên mọi thứ cũng gặp rất khó khăn, nên miễn tất cả những cái có những cái lễ nghĩa mình bỏ qua, không nhất thiết phải theo thủ tục xưa. Đi đến đây vô tay, vô tay. Giờ tiếp theo là chị Nhiên, dì của cô dâu, có gì chú kể.
theo là anh vừa chú của chú rể. Nhau tay. Tiếp theo là anh Kiên, chú của chú rể. Thì cũng như đã nói, do điều kiện ở xa thì để nghĩa ta cử hôm nay để cho hai cháu nó ra mắt họ hàng ông bà cha mẹ thôi, nên thủ tục là chúng ta sẽ làm đơn giản một chút. Ở đây trước tiên xin phép họ nhà gái á, họ nhà trai để vui cái phần quà họ nhà trai mang tới để nâng lên cúng ông bà. Cũng nhiều người từ đó xin lỗi về mọi nhà trai cũng như tình cảm có lời lời cho tôi ngày hôm nay xin lỗi các ông các bà đại diện cho bốn họ hai bên gia đình thưa toàn thể quan viên hai họ cũng như tinh thần của bố con Tường Vi đã báo cáo với hai họ chúng ta, thì thay mặt cho họ nhà trai trước hết xin chân thành gửi lời cảm ơn thật sâu sắc tới gia đình họ nhà gái đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ gia đình nhà trai hôm nay đến đây là để lo việc trăm năm hạnh phúc cho hai con vô biên hoàn mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Nhớ tay. Thế là lo được quá xa xôi và sự giúp đỡ hợp tác tận tình của họ nhà gái cho nên gia đình chúng tôi đã được với họ nhà trai để vui quy cho hai con. Thế và xin phép các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ chứng kiến lễ thu phi của hai con đứng nhất và tưởng phi hôm nay. Thưa quý vị, là phong tục mỗi nơi mỗi khác, cho nên đất quê để nói chúng tôi đi lấy vợ cho con thì cũng theo như phong tục tập quán của các ông, các bà, cô dì chú bác, họ hàng nội hàng ở trong Trà Vinh. Cho nên xin phép được gửi tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hay họ của gia đình nhà gái một chút lễ vật để nhờ gia đình Tường Vi lo việc chính lễ trăm năm hạnh phúc cho hai con, tức là chúng tôi gửi tới 10.000 đô la Mỹ để nhờ họ nhà gái lo việc cho hai con cho được chu đáo. Xin trân trọng kính mời gia đình họ nhận lễ. Mình tươi lên nè, gia đình mình tươi lên. Rồi, ok. Rồi. Cho bố của con Tường Vi sẽ tiếp tục công việc cùng với họ nhà trai chúng tôi để lo việc cho các con cho đúng nghi lễ của gia đình. Từ họ nhà gái thì cái này coi như là xính lễ để lo lễ du quy lễ cưới của hai con. Cái phần này đúng ra công nhận lý do là mình gả con chứ không phải là bán con. Thành ra ở đây gia đình vợ chồng tôi sẽ nhận số tiền này nhưng mà giao lại cho hai con thì hai con quyết định. Tường Vi ở bển từ đó giờ vẫn chưa biết mẹ chồng, tức là biết qua hình ảnh thôi chưa tiếp xúc với mẹ chồng lần nào. Thì hôm nay chẳng có hồi gái ở đây thì hồi trai ở đây thì để cho con dâu ra mắt mẹ chồng cũng như dòng họ bên chồng. Bây giờ cho con gái nó ra ngoài. Ông ta ở cao cao cao, bà Nguyệt ở xa xa xa. Hai đứa
đẹp duyên bên nhau. Hai trong luôn chú ơi, nhận hai trong luôn. Ok. Ok. Rồi. Dùng luôn, dùng rượu luôn con. Đúng rồi, miếm môi cũng được. Rồi, dùng rượu lẻ luôn chú ơi. Vậy bây giờ chị mẹ cháu mẹ cháu biết làm quà cho con lâu tường đi, và cũng từ giờ phút này là hai con chính thức liên duyên vợ chồng. Thế và tất cả họ hàng nội mạng của chúng ta sẽ chúc mừng cho các con được trăm năm hạnh phúc và mẹ con tình cảm ngày càng bền chặt. Bây giờ từ Mỹ về Việt Nam đề nghị cho nên là xa xôi, rồi mong là các con sẽ luôn luôn nhớ lại công ơn mãi không quên, các con nhớ gửi lại nhá. Gọi là có một tí thôi. Con đâu chị? Chị khóa đâu? Mình khóa rồi. Không khóa phải không? Con Huy á. Rồi, rồi. Anh. Dạ, ừ, vậy. Cho anh ăn vào. Rồi, ok. Rồi, cô dâu ôm mẹ không cái luôn cô dâu ơi. Ôm mẹ nè, đúng rồi, ok, rồi. Mẹ không con dâu cái mẹ. Con gái là con người ta, con dâu chính thực mẹ cha mang về. Thế bây giờ là Tường Vi sẽ là người con của mẹ Cảnh. Và Hiểu Tuyết cũng sẽ là đâu rể của mẹ Cảnh ta, của bố mẹ Tiết Đạt. Rồi, xin cảm ơn. Phần tiếp theo hôm nay sẽ là phần còn lại của hội nhà gái để cho hai cháu ra mắt ông bà cũng như dòng họ bên gái. Trước tiên mời ra lên đôi đèn để hai cháu mới ra mắt ông bà. Nên nghĩa, nên tình phu thê. Rồi, anh ra. Ok. Rồi. Anh này như ba đã nói là tiền xuống lẻ để lo cho hai con. Ba mẹ giao lại cho hai con thì nó không quyết định. Rồi mình cầm lên mình đưa cho dâu rể con hai ba tư lên nè. Ok, mình sẽ có cụ và ông bà ngoại ông bà nội.
rồi. Còn ra phía sau này đi. Đứng ra sau lưng đi. Dạ mình đeo luôn đi bà. Rồi, mời ngoại nhận rượu lễ luôn. Tiếp theo còn có tụ mời tụ lại đây là chỉnh cái tụ lại rồi giờ đây trước con nè con qua đi tới gì cho luôn à quá rồi mời tiếp bà đó mời có tụ mời bà mợ Nam chị dâu của bà ngoại. Bà mở ngồi đi bà mở. Rồi nhìn đây bà ơi. Cho bà cái rồi. Dùng rượu lễ giùm con luôn. Rồi. Đứng đó. Okay. Mời ông cậu, rồi. Em của bà nội. Rồi. Ông mời có cụ mời. Rồi, ok. Rồi, được không? Uống đây rồi, cứ uống đây, uống xong chụp. Rồi, đứng sát cho con. Ok, rồi. Rồi, thế. Bây giờ rồi bác. Ok, rồi được rồi. Rồi tám đây. Ok, rồi. Bà cô với ông Dượng Út, em Út của ông nội. Đứng sát vô cô dâu. Ok. Rồi.
Rồi mình đứng sát cho dâu rể cho con xin chú ơi. Rồi rồi. Đây là cậu Trinh, em của mẹ. Mời cậu mời ai? Ok rồi. Chị ăn của mẹ. Ok. Rồi. Này em của mẹ. Rồi đứng sát vô cho anh xin tấm hình luôn. Rồi. Lên cái coi. Rồi ok. Bắt đầu ra ngoài thiệt đó. Rồi rồi chú cái này gì? Rồi đứng sát. Ok rồi. Thế xin mời mấy đứa em, con của chú Năm, con của chú Sáu, con của chú Bảy, con của cô Tám, con của cô Út. Chú lên uống rượu của cháu. Cũng như bên ngoài mời cậu Nam, chị Phượng. Bước nhanh vô nha. Này chú Tiến Mai, con của ông cậu. Đứng sát vô nhận rượu số. Ok. Rồi. Rồi. Chú bà đâu? Chú bà đâu rồi? Ta. Chú bà Phương á. Rồi. Chú bà còn không chú Sáu? Đứng sáng rồi. Con không cậu nó kìa, cậu là trẻ nó kìa. Rồi. Ok. Rồi.
coi nè. Rồi uống rượu trời ơi. Sáng giờ rồi ông cậu đứng sát cho ông xin rồi giờ trước thì con nè một hai ba giờ đây ông cậu ơi, ông cậu ơi rồi đây là cô hai con của bà cô tám. Đây hai ba. Rồi. Coi gì đó. Chú tư bạn với chú lữ nha. Rồi nhận rượu chứ ơi. Chú bà đạm luôn á. Vô đi. Chú bà đạm. Ok, rồi. Rồi đứng sáng hết rồi. Đồng ơi, có còn mãi còn ai không đồng ơi? Ok rồi. Rồi đứng sáng cho cô dâu em xin tấm hình luôn. Ok. Rồi dành chứa cho mẹ em nha. Hai ba. Chú bác là đủ rồi đúng không? Rồi xong rồi thôi vậy đi. Bà, ông bà chú bác đã đến dự buổi lễ của hai đứa con hôm nay. Phần lễ ra mắt ông bà cũng như là buổi lễ hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Chúc mời mấy chú rồi ra đây ngồi. Rồi ok. Xin mời chị. Thưa chú cụ, con mắt bà và toàn thể các quý vị đại diện bốn họ hai bên gia đình. Vì vậy công việc lâu cho hai con Tự Quyết và Tường Vi đến giờ đã được chu viên hoàn mãn. Chúng ta phải làm cha làm mẹ đến giờ chúc phúc cho hai con đã được trọn vẹn. Thế và thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sự hợp tác, sự đón tiếp và tạo điều kiện thật chân tình của họ nhà gái. Thế và một ngày gần đây nhất, xin kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể họ hàng nội mạc của gia đình cháu Tường Vi sẽ ra Bắc để thăm quê hương thứ hai của con Tường Vi. Và cũng không biết nói gì hơn, thay mặt cho gia đình, thay mặt cho mẹ Cảnh là mẹ của cháu Quyết, xin gửi gắm lại cháu Quyết sang bên Mỹ, tất cả đường đi nước Đức con còn rất là dài, có lớn nhưng chưa có khôn, cho nên sự thành đạt sau này của các con sẽ nhờ cậy vào các bên cha mẹ. Thế nhưng mẹ Châu Quyết ở xa, cho nên là tất cả mẹ Châu Quyết gửi lời nhắn nhủ vào các cụ, các ông, các bà nội ngoại của hai bên gia đình cháu Tường Vi. Thế và giờ phút này là giờ phút trăm năm hạnh phúc của các con. Vì thay mặt gia đình nhà cha mẹ xin chúc các con trăm năm tình viên mãn, bạn đầu nghĩa xin hay. Chào hót tay luôn. Xin trân trọng cảm ơn họ nhà trai một lần nữa. Ok. Tiếp theo hai con sẽ dở cái mâm chậu. Trâu là trâu thương cao, trâu quấn quanh buồng cao, cao thuyết chung dây trâu, cao đứng bên giường trâu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau, cao lẻ loi dây trâu, cao buồn buồn làm sao. Trâu là trâu thương cao, trâu ước mơ ngày sau, cao hay cao thương trâu, cao ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau, câu ước mơ ban đầu, duyên nồng đừng buồn đau. Xa cao trâu nhớ, vắng cao trâu buồn, trâu ơi sao thương quá, cao ơi sao mặn mà, duyên trâu còn quấn quýt bên nhau. Trâu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà, cao ơi chung tình cùng trâu xanh bên nhau, đừng để duyên lỡ làng,
muôn đời tình nồng bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp trâu cao. Trâu mà trâu xa cao, trâu nhớ nhớ làm sao, cao hay cao xa trâu, cao lén lối buồn rầu. Tình là tình bên nhau, tình mãi luôn gần nhau, duyên kiếp đôi cao trâu, duyên tình đẹp trâu cao. Gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị có mặt đầy đủ trong buổi lễ phu quyên ngày hôm nay, cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể hữu quyết cô dâu Tường Vi. Lời đầu tiên cho phép Thanh Trần sẽ được thay mặt cho gia đình cùng những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng thức thơ gửi lời chào đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ phu quyên ngày hôm nay, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, khi tình yêu thăng hoa thì hôn nhân chính là điều tuyệt vời nhất mà tất cả ai ai trong mỗi con người của chúng ta cũng sẽ đều hằng mong đợi. Sau thời gian quen biết tìm hiểu, ngày hôm nay được sự chấp thuận giữa hai bên gia đình, chú rể hữu quyết cô dâu Tường Vi cũng đã chính thức tiến vào cuộc sống hôn nhân, cùng nhau xây dựng và vun đắp cho tình yêu của mình và cùng nhau chèo lái con thuyền tình của mình đến bờ hạnh phúc. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ cho phép Thanh Trần xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt về cổng chính của Tư gia và cùng dành những tràng pháo tay thật lớn thật vang để cùng chào đón đôi uyên ương hạnh phúc nhất trong buổi lễ phu quyên ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cùng chào đón chú rể hữu quyết cô dâu Tường Vi. Cười lên, cười lên, cười lên, bước lên, bước lên, bước lên, ok, bước thẳng lên, bước thẳng lên, nắm tay vợ lên nè, ok. Chúc mừng cho chú rể hữu quyết cô dâu Tường Vi thăng hoa hạnh phúc. Vâng, cuối cùng xin mời các thưa quý vị những hình ảnh rất đẹp, rất tuyệt vời trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và để có những giây phút tuyệt vời hạnh phúc như ngày hôm nay, để có cô dâu và chú rể thành danh triều Mỹ, thì những người đầu tiên chúng ta cần phải nói đến và cần được tôn vinh đó chính là những đấng sinh thành, những người làm cha mẹ. Họ đã không ngại hy sinh một nửa quãng đời của mình để chăm lo hạnh phúc cho đôi bạn, và đặc biệt hơn là tác hợp cho đôi bạn của chúng ta nơi duyên cầm sắc như ngày hôm nay. Và giờ đây, với tất cả niềm tin yêu đầy trân trọng, trong phép Thanh Trần xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn thật vang của mình để cùng chào đón đại diện hai bên song thân trong buổi tiệc ngày hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời đại diện chủ hôn họ nhà gái, ông Ngô Tấn Đạt cùng với bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết là song thân tuyệt vời của cô dâu Tường Vi. Ngay bây giờ xin mời ông bà cùng tiến về sân khấu hạnh phúc. Xin mời toàn thể quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn thật vang để cùng chào đón và chúc mừng. Rồi, ok, bước lên, bước lên, bước lên, lên đi hết cánh nhà, ok, cười lên, trời ơi. Về phía đại diện chủ hôn họ nhà trai, giờ đây cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cho ra mắt sự diện vô cùng quan trọng của bà Phạm Thị Cảnh là mẹ của chú rể, cùng với ông Nguyễn Hữu Dượng là song thân, là chú ba của chú rể hữu quyết trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời ông bà cùng tiến về sân khấu hạnh phúc. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn thật vang để cùng chào đón và chúc mừng. Từ từ, rồi rồi, bước lên luôn, bước lên luôn, rồi. Phút trong buổi lễ phu quyên ngày hôm nay gồm có đại diện chủ hôn, nhà gái, nhà trai cùng với cô dâu và chú rể. Và giờ đây đại gia đình hạnh phúc nhất của chúng tôi một lần nữa xin được cúi đầu gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt trong buổi lễ phu quyên ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và trong buổi tiệc ngày hôm nay nhận được sự ái của tất cả quý vị đã tới đây chung vui cùng với gia đình trong bữa trưa ngày hôm nay, thì giờ đây đại diện cho chủ hôn họ nhà gái, ông Ngô Tấn Đạt cũng sẽ có đôi lời muốn được phát biểu ngay trên sân khấu này. Xin được trân trọng kính mời ông. Lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả mọi người, ông bà, chú bác, cô dì cậu cũng như chòm xóm đã đến dự cái buổi
lễ du y của con ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người có một ngày thật vui vẻ và đầy hạnh phúc. Chúc hai con có một sống vững bền. Chúc quý khách ngon miệng. Cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn những lời chia sẻ từ đại diện cho chủ hôn hội nhà gái cũng như là cha của cô dâu rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì Trọng Phát Thanh Cần xin mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ cùng đón những ly rượu mừng để chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Ok. Nhân lại nè. Chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đời ta chữ tình. Và dẫu biết rằng trên chặng đường hôn nhân sẽ còn lắm những chông gai và thử thách, nhưng hy vọng là đôi bạn của chúng ta sẽ cố gắng chung đắp cho tình yêu của mình. Và tiến về phía trước một bước. Và sau khi Thanh Cần điểm từ 1 tới 3, xin mời gia đình của chúng ta sẽ cùng cạn ly. Và giờ đây xin mời gia đình của chúng ta cùng bắt đầu. 1, 2, 3. Thì chiêu đãi tất cả các vị trong ngày hôm nay, xin được chân thành cảm ơn ông bà. Rồi, rồi. Rồi mình nắm tay đi xuống luôn, nắm tay đi xuống luôn. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời anh chị cho biết. Đây là mơ, xin cho tôi vui bên nhau. Có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhau. Đúng nhau, cái nào quay qua hôn nhau, nào quay qua hôn nhau. Nên lời hạnh như đang nắm đầy yêu thương mà tình yêu của họ dành cho nhau. Khát vọng của con tim, những dòng ru đang cháy sẽ được tượng trưng như nước và mật ngọt đang hòa quyện cùng với nhau. Nước là để tưới cho tình yêu của chú rể hữu quý cô dâu Tường Vy sẽ luôn luôn được tươi tốt, còn mật ngọt là để vun đắp và tô điểm cho cuộc sống của đôi bạn mãi về sau. Niềm vui khi bên nhau sao qua nhau, nghẹn lòng không nói. Xin được đi. Và giờ đây chúng ta hãy cùng cầu chúc cho tình yêu của chú rể hữu quý cô dâu Tường Vy. Nhìn nhau cười, các ai nhìn nhau nè, ok. Cắt tiếp nữa, ok. Không nên chán, ok. Cũng như đánh dấu ngày hạnh phúc của chúng ta trong ngày hôm nay, thì cho phép Thanh Cần xin mời anh chị ngay lúc này hãy cùng dành cho nhau một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn ngay trên sân khấu này để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm trong ngày hôm nay. Và giờ đây xin mời anh chị chúng ta hãy cùng đứng đối diện với nhau. 2, 3, vỗ tay lên nào. Bắt đầu nghĩa phu thê. Và giờ đây chúng ta có thể tiến về bàn tiệc để chiêu đãi tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Đôi nâng cây ly lên quên khó khăn ngày qua. Giang năng đâu có riêng mình ta. Năm nay xuân sẽ vui hơn mà. Nhà nhà đều lo bánh trái mứt. Tết dây mang lộc đầy khắp sân. Lâng lâng trong lòng nôn nao. Không có lo chi bà gì đâu có chi buồn lo. Sao thấy em buồn do. Xuân đang sang đắng đo chi nhiều. Dành cho nhau vài câu.
bao năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trầu, mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông 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 ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn đừng rầu đừng lo, có em đây mà em hiền, ba em không khó anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, ba em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết đường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muôn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm đó mình ơi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sao ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Vì là vì bên anh mình băng qua cánh đồng xanh, đồng xanh chấm chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Vì làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, vì làm dâu miền Tây, mà em khoái anh rồi em không ơi anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm lo mình ơi. Vì làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết thương, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muôn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói là...
nồng nao chút ly rượu vui, có anh có em kề bên, ông tơ cách riêng đôi mình.
bên nhau đã bao mùa mưa đi qua hết bao dài dầu tay đang có tay thân cầm giờ năm mới thôi tin chuyện vui nè xuân sang đến tô trời mây bánh mừng đến tô xuân dày nhận tươi đến tô duyên tình mình ra mắt kết ưng mình xuôi ngày năm mới đã đến ngàn vàng xuân đang sang mênh mang mở mười phố hoa tưng bừng đồng nồng nao chúc ly rượu vui có anh có em kề bên ông tơ kết duyên đôi mình ra duyên qua mắt anh qua nhà cùng trâu cao rước em về một hai ba càng hết đi bia ngày vui